Sáng ngày 26 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, người dân đã phát hiện một nam thanh niên đã qua đời bị kẹt trong bụi rậm ven sông Cái, đoạn chảy qua xã Hàm Thắng và nghi ngờ là nam sinh lớp 12 mất tích nhiều ngày qua. Sau khi đưa nạn nhân lên, căn cứ vào hình dạng, quần áo trên người nạn nhân, gia đình xác nhận là em NGH, 18 tuổi, nam sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Hàm Thuận Bắc, ngụ xã Hàm Thắng. Đến trưa cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và bàn giao hát cho gia đình lo hậu sự. Đáng chú ý, quấn quanh bụng em NGH là một sợi dây cột chặt và một cục đá nặng khoảng 7-8 kg. Trước đó, gia đình đã đăng lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm em NGH đột ngột mất tích từ 14 giờ ngày 21 tháng 9. Sau khi không liên lạc được với em Hát, gia đình đã huy động rất nhiều người tìm kiếm mấy ngày qua, nhưng bất thành. Theo gia đình, em Hát rất hiền lành, ngoan ngoãn, lúc rời khỏi nhà mặc áo thun xám, quần đùi màu đen. Vị trí nơi phát hiện em Hát nằm cách nhà nam sinh này chỉ khoảng 100 mét. Qua trích xuất camera xác định, vào trưa ngày 21 tháng 9, em Hát đi học về, sau đó thay đồ ra khỏi nhà và mất tích. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. Chiều 26 tháng 9, Công an Cần Thơ đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Tống Hoàng Văn Tuấn, 31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, sau khi sử dụng ma túy đã điều khiển xe tải biển kiểm soát 84C04469 chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 91 hướng từ quận Bình Thủy đi đến các quận Ô Môn, Thốt Nốt. Tuấn được cho là lái xe tải từ khu công nghiệp Trà Nóc thuộc phường Trà Nóc, quận Bình Thủy trên quốc lộ 91. Quá trình di chuyển này, Tuấn lái nhanh, lấn làn. Người dân thấy bất thường đã báo ngay cho lực lượng công an truy đuổi. Khi đến trung tâm quận Ô Môn, phường Châu Văn Liêm, Tuấn đụng vào hai xe máy đang chạy cùng chiều, làm hai người bị thương. Vẫn trên quốc lộ 91, Tuấn tiếp tục chạy đến phường Lam Hưng cùng quận Ô Môn và tiếp tục tông vào một người đi xe máy ngược chiều do một người đàn ông điều khiển và kéo lê xe này, đụng thêm một xe khác. Vụ va chạm này khiến một người đàn ông không qua khỏi. Hành trình của Tuấn còn tiếp tục đến trung tâm quận Thốt Nốt, cách điểm khởi đầu hơn 35 km mới quay xe trở lại. Trên đường về, Tuấn lái xe còn gây ra nhiều vụ va chạm, làm hư hỏng 4 xe máy, 3 ô tô tải và 3 ô tô con, làm bị thương thêm nhiều người và thêm một người khác không qua khỏi. Hành trình tung hoành trên quốc lộ 91 của Tuấn được nhiều người dân dùng điện thoại ghi hình lại. Khi về đến ngã ba gần cổng khu công nghiệp Trà Nóc, Tuấn tông vào một trụ đèn ở giữa giải phân cách kéo lê khoảng 20m rồi tông vào một chiếc xe tải khác mới dừng lại. Anh NNT, chủ cửa tiệm giặt ủi nằm trên quốc lộ 91 cho biết, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, khi đang ở trong cửa hàng thì anh nghe thấy tiếng lực lượng công an, dân quân yêu cầu các phương tiện đang di chuyển trên đường tấp vào lề. Anh kể, khi chạy ra thì xe đã dừng lại, cửa xe tải đã vỡ, tôi cùng mấy người nữa lao vào nắm tay tài xế cho đến lúc nghe thấy tiếng súng nổ của công an, rồi tài xế bị lôi ra. Công an Cần Thơ cho biết Tuấn dương tính với ma túy. Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc. Quá trình trên, Tuấn gây ra 6 vụ va chạm giao thông, làm 2 người tử vong, 6 người bị thương, có 7 ô tô, trong đó có 3 ô tô tải, 4 ô tô con và 6 xe máy hỏng hóc, ước tính thiệt hại khoảng 535 triệu đồng. Chiều ngày 26 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Toàn, 33 tuổi, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc về hành vi xâm phạm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Lê Minh Toàn có quan hệ yêu đương và chung sống như vợ chồng với chị B ở tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 5 năm 2024, giữa Toàn và chị B xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tình cảm và tiền bạc nên Toàn không còn ở chung với chị B. Khoảng 17 giờ 30 ngày 11 tháng 5, sau khi đã uống rượu cùng bạn xong thì Toàn đến nhà mẹ ruột chị B là bà PTT ở xã Hồng Sơn để nhậu tiếp. Lúc này, bà T đi công việc, ở nhà chỉ có cháu HTKP, sinh năm 2019, con gái ruột của chị B, đang chơi một mình. Thấy cháu P, Toàn nhớ lại việc mâu thuẫn với chị B và cho rằng mình bị chị B phản bội nên đã nảy sinh ý định xấu xa với cháu P để trả thù chị B. Toàn bế P vào nhà tắm và dùng tay thực hiện hành vi đổi bại với P. Sau khi thực hiện xong hành vi, Toàn tắm rửa, mặc đồ cho cháu P và dặn cháu P không được nói cho bà ngoại biết. Toàn ở lại chơi, ngủ qua đêm tại nhà bà T, đến sáng ngày 12 tháng 5 thì đi về nhà ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Sau khi phát hiện sự việc, trong ngày 12 tháng 5, người nhà nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã mời Toàn đến làm việc và Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định đối với bé P, đồng thời thực hiện các biện pháp điều tra cần thiết. Sau khi có kết quả giám định cùng với tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lê Minh Toàn, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Toàn. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng và công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ. Diễn biến căng thẳng ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban trong những ngày gần đây, đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại rằng khu vực này đang đứng bên bờ vực của một thảm họa. Tuy nhiên, hiện tại quang cảnh xung quanh thủ đô Beirut của Liban không có sự xáo trộn, các con đường ùn tắc giao thông và giờ tan tầm không khác so với nhiều đô thị trên thế giới. Nhịp sống thường nhật ở Liban hiện vẫn hối hả, không có nhiều xáo trộn. Với nhiều người, họ dường như không còn xa lạ với chuyện sơ tán hay thông tin về giao tranh. Với hình ảnh như vậy, ít ai biết rằng chỉ cách đó 100 km ở miền nam Liban, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah đang diễn ra rất căng thẳng. Anh DCT, người Việt Nam đã có 20 năm sống ở Liban và đang làm đầu bếp cho một công ty chuyên tổ chức tiệc tại Beirut, nói rằng anh đã chứng kiến vô số những lần bất ổn. Anh kể, mấy năm trở lại đây, khu vực tôi sống chỉ có điện khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày. Vào các thời điểm khác, nếu muốn có điện, người dân phải mua dầu về chạy máy phát. Anh T nói thêm, theo thông tin cảnh báo, vài ngày nữa sẽ có tấn công của Israel vào khách sạn cách nơi tôi đang sống 200 mét. Khu vực đó bị nghi ngờ chứa vũ khí của Hezbollah. Họ đã thông báo để người dân trong tòa nhà đó sơ tán. Nắm được thông tin như vậy, tôi cũng sẽ không di chuyển khu vực đó. Người dân được sơ tán hết cũng giúp đảm bảo an toàn tính mạng, công nghệ tấn công chính xác không làm ảnh hưởng các khu vực xung quanh. Sau khi có thông tin từ cơ quan ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam rời khỏi Liban, người thân của anh T từ quê nhà liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi han tình hình, bày tỏ sự lo lắng. Gần khu vực anh T sống, có một người phụ nữ quê Bắc Giang làm giúp việc. Những người Việt Nam khác sống rải rác ở nhiều nơi, đây đều là những nơi an toàn không có giao tranh chiến sự. Theo anh T, lực lượng Hezbollah là tổ chức của người Hồi giáo dòng Shiite có mâu thuẫn với Israel, sống tập trung ở quận Dahiye, Beirut, không gần trung tâm. Bất ổn sẽ tập trung ở khu vực này, trong khi đó các nơi khác không bị ảnh hưởng nhiều. Nhắc đến Liban vào thời điểm này, có lẽ nhiều người sẽ tưởng tượng đến cảnh bom rơi đạn lạc, nhà cửa bị san phẳng, nhưng không phải nơi nào cũng vậy. Theo anh T, bất ổn nhất tập trung tại khu vực biên giới giữa Liban và Israel. Anh T cho biết, tình hình ở Beirut vẫn bình thường. Người dân ở đây dường như đã quen với không khí giao tranh, thậm chí quen cả với tên lửa đạn rơi. Cách đây ít ngày, ở khu vực biên giới Việt Nam còn ném bom và phóng tên lửa ác liệt. Tình hình bất ổn kéo theo hệ lụy về kinh tế, đời sống khó khăn của người dân và những lo ngại ngay trong nội tại của Liban. Đặc biệt, sau vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban, nhiều khách hàng đã quyết định hủy tiệc đã đặt để đảm bảo an toàn. Công việc của anh T bị ảnh hưởng, thu nhập giảm sút nhiều so với trước đây. Anh T chia sẻ, cuộc sống của người dân Liban khó khăn nhiều hơn so với trước đây, vật giá đắt đỏ hơn, đồng tiền mất giá, khủng hoảng kinh tế, mỗi ngày điện chỉ có vài tiếng, mạng internet chập chờn. Sau giờ làm, người đàn ông này hạn chế ra ngoài, thường trở về nhà để giữ an toàn, tránh các rủi ro. Anh T cho biết mình sẽ trao đổi với chủ công ty, nếu khách hủy đặt tiệc nhiều, người đàn ông này sẽ thu xếp để trở về Việt Nam để người thân bớt âu lo. Được biết, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban vẫn giữ liên lạc với anh T để cập nhật tình hình. Số lượng công dân Việt Nam tại Liban không nhiều do khi xảy ra đại dịch COVID-19, nhiều người đã về nước. Nằm cách trung tâm Beirut khoảng 20 phút lái ô tô, tiệm spa nơi chị PTHT quê Phú Thọ làm quản lý vận đón khách. Người dân địa phương giữ nếp sống thường nhật, không có sự sợ hãi, lo lắng, làm xáo trộn mọi thứ. Trong khi chị T làm việc, khu vực bên ngoài đường cao tốc De Baye vẫn nhộn nhịp xe cộ, nhất là thời điểm tan tầm chiều tối. Chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah lan tới. Khung cảnh bên ngoài tiệm spa yên bình, người dân thong thả đi lại. Trong các con ngõ nhỏ, bầu không khí yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với sự căng thẳng vùng biên giới. Điện lưới được cung cấp ổn định suốt cả ngày, hàng hóa dồi dào, không có hiện tượng khan hiếm. Lượng khách đến spa sụt giảm khoảng 30% so với trước đây vì tình hình kinh tế khó khăn, song thu nhập của cửa tiệm nơi chị Tiên làm vẫn đủ nuôi sống các nhân viên. Chị chia sẻ, khu vực tôi ở cách xa biên giới, không có giao tranh nên cuộc sống vẫn bình thường. Anh chị em người Việt vẫn nắm bắt thông tin qua kênh liên lạc với đại sứ quán. Sắp tới đây, nếu có chiến tranh lớn thì chưa biết thế nào.
Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang nguy hiểm và có nguy cơ mở rộng trong khu vực, ngày 23 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban đã ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Thông báo cũng khuyến cáo công dân trong nước dự kiến đến Liban cần dừng hoặc hủy chuyến đi cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Công dân đang sinh sống và làm việc tại Liban trong trường hợp bất khả kháng không thể rời khỏi Liban cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao diễn biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở sở tại, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Liban-Israel, khu vực phía nam thủ đô Beirut và khu vực phía bắc gần biên giới với Syria. Đại sứ quán đề nghị bà con cần tìm nơi tạm trú ở những vùng an toàn và có phương án dự trữ thực phẩm, thuốc men để phòng tình huống xấu. Đại sứ quán tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc chặt chẽ với bà con để chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán cũng sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân từ Liban.